Tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2024 xuất hiện một con trâu đi về hướng nhà ga hành khách quốc nội T1 sân bay Nội Bài. Ngay sau khi phát hiện, một nam nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên đường nội cảng đã nhanh chóng đuổi con trâu ra khỏi khu vực cảng. Theo cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sự việc con trâu xuất hiện trên đường giao thông nội cảng là một sự việc hy hữu. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, di chuyển của các phương tiện tiếp cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với vụ việc hy hữu này, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chỉ đạo đơn vị chức năng gửi văn bản khuyến cáo đến các địa phương, các xã giáp ranh để tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở bà con trong việc quản lý vật nuôi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hàng không và hình ảnh của cảng hàng không cửa ngõ của thủ đô. Lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sân bay nằm ở vị trí tiếp giáp với 5 xã sản xuất nông nghiệp. Do vậy, công tác ngăn chặn các cá thể động vật nuôi, động vật hoang dã tại các khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài luôn được các cảng quán triệt tăng cường giám sát để phát hiện và đẩy đuổi kịp thời.